một buổi diễn tập phương án chữa cháy tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thuộc khu phố 2, phường Suối Hoa. Tình huống giả định xảy ra cháy tại một nhà kinh doanh, khói bốc nghi ngút, chuông báo cháy báo động toàn bộ những nhà xung quanh. Hàng xóm ngay lập tức lao đến phá khóa cửa, đưa nạn nhân ở tầng 1 nhanh chóng thoát ra ngoài. Hai bố con trên tầng 2 cũng được an toàn qua đường ban công nhà bên cạnh. Người dân đồng thời gọi tới đường dây nóng của phường. Chỉ sau vài phút, tổ chức ban đã có mặt, hỗ trợ dập tắt đám cháy. Sau khi mà được chính quyền địa phương cũng như là bên ngành chức năng công an có quán triệt mục đích yêu cầu và hướng dẫn về cái tiến hành thành lập cái tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, thì qua vấn đề này thì nhận thức của tôi ấy, thấy rằng một cái việc làm rất là cần thiết và bản thân tôi ấy, rất là ủng hộ. Bởi vì tôi thấy gắn kết cộng đồng và mang tính nhân văn đấy, rất là sâu. Bởi vì có những cái này thì cái người dân trước đây người ta theo cái quan niệm cũ là bị cháy nhà hàng xóm bình chân như vậy. Nhưng mà bây giờ mình khác rồi. Từ cái vấn đề được tuyên truyền, được nhận thức, mình có nhận thức, mình trở thành ý thức. Mà có ý thức thì cái gắn kết, cái đoàn kết, tình cảm đoàn kết ngày càng gắn chặt hơn. Đúng với lại cái truyền thống của Việt Nam. Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy gồm 5 đến 15 hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, liền kề nhau. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay và tối thiểu một dụng cụ phá rỡ như xà beng, kìm cộng lực, búa, rìu. Các phương tiện này sẽ được để ở nơi dễ thấy, dễ lấy nhằm kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Điểm nổi bật trong mô hình là mỗi hộ gia đình lắp đặt một chuông báo cháy tại tầng 1, lắp đặt 2 nút ấn báo cháy, một nút ấn ở trong nhà, một nút ấn ở ngoài nhà, ở các vị trí phù hợp tại mỗi hộ gia đình. Nút ấn và chuông báo cháy của các hộ gia đình trong tổ liên gia được liên kết với nhau, bảo đảm khi ấn, bất kể nút ấn nào thì toàn bộ chuông của các hộ gia đình cùng kêu, để kịp thời tương trợ nhau khi có tình huống sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn. Người dân trong tổ liên gia cũng được hướng dẫn, tập huấn những kỹ năng cơ bản trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, được hướng dẫn cài đặt sử dụng tính năng Tôi an toàn trên app báo cháy 114 để thông báo cho trưởng tổ liên gia và mọi người biết mình cùng gia đình đã an toàn. Theo như đánh giá của cơ quan chuyên môn, tổng hợp qua 3 cái mô hình, thì chúng tôi đánh giá cái số kinh phí bỏ ra nó cũng không phải là lớn. Trung bình mỗi tổ là 6 hộ gia đình đến 8 hộ, thì kinh phí tổng mua sắm trang thiết bị từ chuông báo rồi là bình bọt rồi thang dây rồi chi phí lắp đặt khoảng từ 1.300.000 đến 1.500.000 đồng cho một hộ gia đình nhân lên 8 hộ trong một tổ liên gia. Thì kinh phí này thì chúng tôi cũng đã họp đến từng tổ nhân phố để chúng tôi bàn và tuyên truyền người dân xã hội hóa, nhà nước và nhân dân cùng làm, thì nhân dân rất là đồng tình ủng hộ để thực hiện cái chủ trương này. Và mục tiêu của chính quyền địa phương là chúng tôi sẽ nhân rộng cái mô hình này ra trên toàn phường Suối Hoa để đảm bảo cho mỗi người dân là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, thì nó mới đảm bảo an toàn cuộc sống cho người dân. Một mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy khác tại thôn ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Ngay sau khi xảy ra cháy, tất cả hàng xóm xung quanh đều nhanh chóng cứu người, cứu hàng và chữa cháy. Hệ thống chuông báo cháy cũng được kết nối với các hộ dân thành viên. Thay vì ban công, hệ thống thoát nạn của những nhà dân ở đây là sân thượng và được thiết kế để có thể chạy thông sang các nhà xung quanh. Điểm khác biệt ở đây là người dân tự góp tiền mua một chiếc máy bơm công suất lớn chỉ phục vụ cho công tác chữa cháy. Chúng tôi hướng tới là xây dựng các cái khu nhà ở an toàn và khu phố an toàn và phường xã an toàn về phòng cháy cháy. Trong đó thì hướng tới là đối với công tác phòng cháy thì hướng tới là tuyên truyền cho từng hộ gia đình trang bị cái phương tiện chữa cháy tại chỗ và mở lối thoát nạn thứ hai để đảm bảo thoát nạn khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Trong thời gian tới là đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh và chỉ đạo Ủy ban dân huyện, Ủy ban dân cấp phường xã tiếp tục nhân rộng và hoạt động hiệu quả cái mô hình này trên địa bàn toàn tỉnh.
Với quyết tâm triển khai hiệu quả mô hình trên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã tham mưu Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố thành lập 104 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được tăng cường hiệu quả và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời điểm vàng trong chữa cháy là 5 phút kể từ khi xảy ra vụ cháy, do đó cần phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện tại chỗ ngay từ ban đầu, phát huy phương châm 4 tại chỗ, lực lượng ở trong dân, hậu cần ở trong dân, phương tiện ở trong dân và chỉ huy ở trong dân. Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư là một mô hình thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ nhằm phát huy tính chủ động, tương trợ nhau giữa các gia đình trong một khu dân cư, trong đó lấy người dân là trung tâm, là chủ thể của phòng cháy chữa cháy.